Hoàng Chí xin chào anh em ha. Trước mắt anh em đây là chiếc Honda ADV 150, xe nhập khẩu Indo các bạn. Thì chiếc xe này đã được chủ xe lên ý tưởng độ hai cái đèn xi nhan ở phần phần bẩn trước này ha. Đây là hai cái đèn xi nhan của xe Novo LX ha các bạn, hay còn gọi là Novo 4 á, dòng xe của Yamaha. Độ hai cái đèn xi nhan vào cái xe ADV này nhìn rất là hợp mắt ha các bạn. Thứ nhất là nhìn nó kiểu dáng nó độc lạ ha, nó khác với những cái dòng với những cái xe ADV nguyên bản. Dòng xe ADV nguyên bản thì xi nhan nó được đặt ở phía trên này ha, đã tháo hai đèn xi nhan này ra và thiết kế hai đèn xi nhan ở phía dưới hai bên cái phần thân trước này ha. Đó, rất là đẹp mắt ha các bạn. Sản phẩm được độ tại Hoàng Chí Shop ha. Đây, hai cái xi nhan trên đã được tháo rồi, lắp hai cái lông nền nhôm CNC vào để bít hai cái lỗ khi mà mình tháo cái xi nhan zin ra nè. Đó, phía dưới thì được độ đèn xi nhan của Novo LX. Nhìn tổng thể cũng rất là đẹp ha các bạn, kiểu dáng nhìn mới lạ. Khi mà mình bật tín hiệu xi nhan cũng để gây chú ý này ha. Đó, quá đẹp. Thì để độ được cái đèn xi nhan của xe Yamaha Novo LX vào cái xe ADV này các bạn thì cần phải khoét ha, khoét nhựa nha các bạn. Đây, các bạn phải đồng ý cho mình khoét một cái khung như thế này ha. Đó, nó phải vừa đủ để bỏ cái đèn Novo LX vào, rồi sau đó mình sẽ gia cố ở phía bên trong thì nó mới chắc chắn như thế này ha. Và sau khi lắp cái đèn xi nhan này vào á thì cái bóng halogen á mình sẽ thay thế bằng bóng led nha các bạn, không sử dụng bóng halogen nữa, xài bóng led luôn cho nó sáng. Đó, các bạn có thể thấy ở phía bên trong nè, nó có một cái bóng led ghim nè ha, gồm có hai nhân led, chỉ hai nhân led nhỏ xíu đó thôi là các bạn có thể thấy cái độ sáng nó rất là sáng ha. Rồi mình sẽ bật xi nhan lại. Đấy, không thua kém gì đèn xi nhan zin đâu nha các bạn. Rồi, anh em nào có nhu cầu lắp đặt thì hãy ghé Hoàng Chí Shop ha. Hoặc là anh em nào ở xa thì mình có thể gửi hai cái phần nhựa nè, hai cái phần nhựa áo ở ngoài trước này ha. Các bạn gửi đến shop, mình sẽ canh chỉnh và làm sẵn cho bạn. Vậy bạn chỉ cần đấu dây điện vô nữa là xong. Món đồ chơi này thì anh em hãy đồng ý cho mình khoét nhựa nha, mình xin nhắc lại. Rồi, anh em nào mà muốn giữ zin thì không có làm được đâu ha, mình nói trước để cho anh em nắm rõ cái quy trình lắp đặt cái đèn xi nhan
của Novo LX vào xe Honda ADV này ha. Rồi, xin chào anh em.